Thưa quý vị, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng là sự kiện văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc được tổ chức thường niên, đã trở thành thương hiệu mang dấu ấn riêng có của Đà Nẵng. Năm nay, lễ hội tận hưởng mùa hè là một kỳ lễ hội được thành phố đầu tư quy mô lớn, chuyên nghiệp với nhiều hoạt động mới. Qua đó không chỉ thu hút đông đảo du khách đến với các bãi biển du lịch của thành phố, mà đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với khách du lịch về một Đà Nẵng luôn đầy sự mới lạ, hấp dẫn, một thành phố đáng sống và đáng đến. Ẩm thực luôn là hoạt động được Đà Nẵng chú trọng trong mỗi lễ hội sự kiện. Trong đó, trong khuôn khổ lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng, lễ hội ẩm thực Việt Nam quốc tế đã thực sự ghi điểm cao trong lòng người dân và du khách khi được thưởng thức hơn 100 món ăn nổi tiếng của địa phương, vùng miền và quốc tế tại hơn 50 gian hàng. Từ hình thức món ăn cho đến chất lượng đều đảm bảo. Đặc biệt, khách còn được tự tay làm các loại bánh dân gian tại không gian trải nghiệm ẩm thực. Chúng tôi đã được thưởng thức âm nhạc rất hay, tôi được làm và thưởng thức bánh xèo, và các con thì được tham gia vẽ tranh miễn phí, nên tôi thấy hôm nay rất vui. Bãi biển ở đây cũng rất đẹp, với các trăng mịn và thời tiết cũng vô cùng tuyệt vời. Những ngày này, không khí tại các bãi biển Đà Nẵng cũng cực kỳ sôi động, rực rỡ, với hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc, với nhiều chủ đề khác nhau được dàn dựng công phu trên sân khấu hoành tráng. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam đã khiến người dân, du khách luôn hào hứng với những phút giây vô cùng mãn nhãn và thoải mái hòa mình vào không gian chương trình. Trong đó, màn trình diễn áo dài sắc hè Đà Nẵng đã tạo ấn tượng đặc biệt cho du khách thập phương. Mình và bạn của mình là đến thành phố Đà Nẵng rất là nhiều lần rồi. Và năm nay cũng vậy, mình cũng đến Đà Nẵng để đi du lịch. Cái lễ hội áo dài này là rất là hay và nhiều ý nghĩa. Cái lễ hội áo dài này là quảng bá cho cái chương trình nói về truyền thống của áo dài của Việt Nam, nhằm đưa ra để cho cộng đồng thế giới biết được đến tà áo dài của Việt Nam. Ý nghĩa hơn, chuỗi hoạt động lễ hội còn xen kẽ hoạt động bảo vệ môi trường biển. Đó là ngày hội môi trường với chủ đề Đại dương xanh, như ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển, triển lãm tranh tự vẽ, mô hình tái chế rác thải theo nghệ thuật sắp đặt, hoạt động ngoại khóa, workshop tìm hiểu về cách thức bảo vệ môi trường. Chương trình thu hút sự tham gia của Hoa hậu Trần Thị Ban Mai cùng hơn 800 thành viên đến từ các cơ quan đơn vị và hơn 150 bạn là đoàn viên thanh niên đến từ các trường đại học cao đẳng. Em thấy việc này rất ý nghĩa. Mình góp phần một phần công sức nhỏ của mình cho công cuộc bảo vệ môi trường biển. Tổ chức cái chương trình ngày hội đại dương xanh nhằm mục đích là tuyên truyền đến người dân và du khách không sử dụng túi ni lông và bỏ rác đúng nơi quy định. Với mong muốn thông qua cái chương trình này thì mong muốn người dân và du khách hãy ý thức trong cái việc mà khi tham quan vui chơi tắm biển, luôn luôn giữ cho bờ biển xanh sạch đẹp. Theo lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, để có được một lễ hội thành công, an toàn, trọn vẹn, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, Sở Du lịch đã có công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp đồng đều với các sở ban ngành, đơn vị địa phương liên quan trong công tác tổ chức lễ hội. Sở Du lịch cùng với các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền quảng bá, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cũng như là công tác về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó thì các cái doanh nghiệp và hiệp hội du lịch cũng đã chủ động tham gia vào các hoạt động của lễ hội cũng như đưa các sản phẩm, dịch vụ mới vào hoạt động để xúc tiến quảng bá cũng như thu hút, phục vụ du khách, nhất là gia tăng cái kinh nghiệm của du khách khi tham quan du lịch thành phố Đà Nẵng. Lễ hội đã góp phần lan tỏa thông điệp về một Đà Nẵng tuyệt vời, luôn tràn đầy tình cảm chân thành, mến khách, nơi có nhiều điểm tham quan vui chơi giải trí, hoạt động du lịch hấp dẫn và dịch vụ chất lượng, đã và đang nỗ lực để đem đến cho du khách những cảm xúc, những phút giây vui vẻ, hạnh phúc đáng nhớ.